Đoàn công tác của thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, trong ngày 4 tháng 9 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi để đánh giá về những kết quả nổi bật từ ngày 15 tháng 8 đến nay và các giải pháp trọng tâm trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Qua 15 ngày nỗ lực thực hiện, đã đạt kết quả nhất định. Huyện Củ Chi là huyện đầu tiên có thông tin sớm nhất về Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo huyện đã đạt một số chỉ tiêu quan trọng, cơ bản làm nền tảng kiểm soát được dịch bệnh theo yêu cầu đề ra. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, điểm quan trọng mà huyện Củ Chi làm được là nhờ công tác tuyên truyền vận động người dân, phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, thôn xóm, làng xã là một pháo đài. Khi phát hiện dấu hiệu có F0, huyện Củ Chi đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và xử lý. Huyện tổ chức tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao 96,8%, trong đó tiêm vaccine Verocell chiếm tỷ lệ 1/10 lượng tiêm vaccine Verocell của thành phố Hồ Chí Minh. Củ Chi cũng có nhiều sáng kiến như bản đồ an sinh xã hội, theo dõi việc chăm lo tới từng hộ dân, tổ chức được các lực lượng tình nguyện tham gia đi chợ giúp dân gắn với tiêu thụ nông sản do nông dân làm ra. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá, huyện Củ Chi có đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm cao, đoàn kết thống nhất cả trong ý chí lẫn hành động, huyện có lực lượng tình nguyện viên rất đồng đều. Theo đồng chí, không chỉ huyện Củ Chi mà đây là điều cả thành phố Hồ Chí Minh cần rút kinh nghiệm chung để đạt được những kết quả tốt nhất trong phòng chống dịch sắp tới. Đồng chí Nguyễn Văn Nên thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 7 đoàn kiểm tra để đánh giá kết quả từng địa phương và vẽ lại bản đồ COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán để bổ sung, thay đổi chiến lược trong phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gợi mở Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh chọn huyện Củ Chi và quận 7 làm hai mũi đột phá để thí điểm cho việc chuẩn bị kịch bản bình thường mới cho thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9.